Chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì ngày 23 tháng 12 năm 2023 nhằm thứ bảy, thì tại chỗ ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, thì nơi đây là phòng khám Yêu Thương Cho Không, 8 Cha Thường Yêu Thương Cho Không. Thì hôm nay cũng là cái ngày hoạt động thứ ba của phòng khám. Thì các hoạt động ở đây thì nói chung là đang xây dựng cái hàng rào của phòng khám, còn các công trình còn lại thì cũng đang tiếp tục để xây dựng. Thì giới thiệu sơ qua cho phòng khám. Những ngày qua thì các thợ xây dựng toilet, hàng rào tại đây để phục vụ phòng khám. Những ngày trước đó thì nói chung là xây dựng hàng rào cũng như là xây dựng toilet thì người nuôi bệnh cũng tham gia cùng với nhân viên ở trong phòng khám tổ chức xây dựng, cũng như là cơ bản cũng đẩy nhanh tiến độ, góp phần xây dựng cái công trình như hàng rào ở đây. Còn ngoài ra thì sắp tới thì ngay chân chỗ trước màn hình của quý vị cũng như cô bác anh chị, thì dưới đây sẽ mọc lên cái phòng khám, thì cũng giống như phòng khám cũ, chỉ có thay đổi là hồi xưa cha xây dựng cây lá, nhưng mà bây giờ lập ton và kiến trúc cũng giống như vậy. Đó là những mong muốn của cha Tường khi còn sống, đã huấn nhục các thầy để mà thực hiện cái đường lối của cha, cũng như các công trình còn lại cũng mang dấu ấn để nhớ người cha quá cố. Bây giờ tôi xin giới thiệu vào bên trong phòng khám của mình. Thì hôm nay thứ bảy thì nói chung là các bệnh nhân cũng phân nhóm, thì thứ bảy thì nhóm C cũng ít bệnh nhân. Đặc biệt thì chỗ phòng khám này thì tiếp bệnh nhân mới luôn nha, bệnh nhân đầu vào mới, đón tiếp bệnh nhân mới luôn. Còn ngoài ra thì bệnh nhân cũ vẫn khám bình thường. Đó là thầy Nguyễn Tấn Thanh đang tư vấn, cũng như tư vấn cho bệnh nhân cũng như người bệnh. Đây là những bệnh nhân cũng đang đợi để mà bó thuốc đó. Phòng bó thuốc cũng kín đáo nhưng mà tạm bợ vậy. Bên trong là chỗ cũng xô bóp bắt mặt. Rồi. Rồi.
Cái bệnh nhân đang chờ để bôi thuốc không vậy? Ra vòng chỗ thầy Nguyễn Thanh Quý, các bệnh nhân cũng đang đợi lần lượt để khám bệnh. Áp bình thường nhưng mà cái nhịp tim mình có hơi nhanh. Cái này còn có gà náo không? Đây là chỗ phát thuốc mà. Bệnh nhân cũng cầu nguyện Chúa cũng như của cha ở đây để cầu mong hết bệnh để sớm ăn cái Tết năm nay. Hôm nay nó cũng không khí ở phòng khám ra đây thì nói chung cũng se se lạnh. Ngày mai cũng chủ nhật cũng đến mùa Noel rồi, thành ra không khí cũng quá se se lạnh. Thời tiết cũng thật là lý tưởng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái bánh xe nó lắp rồi. Cái xe nó có vấn đề nên nó khó rồi. Đang mua hai cái xe vô nữa. Mai không vô làm, ông đi làm cho người ta cái mất công đúng không? Kêu thêm đi. Đợi gì? Người cậu dặn đó ở đây. Vậy cho vô bữa nay có được không? Không được. Mai cũng có nè, mai cũng có thở. Kia nói. Mai cũng có thở. Kêu mai xem rào chứ. Lắm. Gạch nữa có mua không vậy? Không có. À, đây này lắp nó lắp một cái lắm mấy gạch nữa chứ. Cái nào bẻ bẻ cái gì là nãy chặt không được, chặt còn không được, chặt thì nhúng nước chặt không được, cái gì cũng
nào có nửa nửa lụm đi, nửa nửa chụp đi. À, chiều nay mà không có chỗ để tôi ỉa là tôi mét bắt bảy. Nghe em kêu, nhớ nghe em kêu. Chiều nay không có chỗ tôi ỉa là tôi mét bảy.